tập 40 Tên này gặp chuyện rồi Ờ à, Gặp mặt núi gấp gấp Trong khi ở kia kiếp trước Thì mình nhớ lý trường cả Thì sẽ không phục vả chuyện gì nghiêm trọng Và lại còn sống rất thoải mái mới đúng Lẽ nào là bởi vì mình sống lại Nên thế giới này đã thay đổi rồi sao Xem ra Chỉ có thể tới thành phố Hải Đình Nơi lý trường cả sống để tìm hiểu Bệnh viện trung tâm thành phố Lại ừ, Kỳ quái Rõ ràng không có ai Nhưng mà rõ ràng mình đã nghe thấy tiếng bước chân mà Bảo vệ bệnh viện Chạch 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 Bóng đèn ở hình làng hổng lâu như vậy rồi Mà vẫn chưa thầy Gió mình sợ chết khiếp à Bệnh viện cũng quá kiếp kiệt rồi Ôi hoa rồi là trường bác sĩ trường ư tôi nay cô lại tăng ca sao Các cô là bác sĩ nhưng cũng cần phải chú ý nghỉ người. Hôm nay tôi xem bản tin. Nói là hai ngày trước có hai người trẻ tuổi bị độc tử, đôi chỉ khoảng 20 tuổi. Cô cũng phải cẩn thận và cân bằng giữa làm việc và nghỉ người. Bác sĩ trường, cô đừng có mà không tin. Trên bản tin cũng đã nói rất chi tiết. Hai người bị đầu tự đó. Một người trong họ là nữ bác sĩ của bệnh viện thành phố đó. Để nhìn xem. Trong bản tin này nữ bác sĩ đó mới 26 tuổi. qua đáng tiếc. Không phải cũng quá đáng thương rồi. Hả? À người chết. Vậy mà là bác sĩ của bệnh viện cho ta ư? Tên là Trường... 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 Hóa ra là tôi sao? Hai ngày sau, tại thành phố Hải Định. Thành phố Hải Định nằm ở phía đần Long Quốc, không giống như là những huyện nhỏ trong thành thành. Thành phố Hải Định là một thành phố nổi tiếng quốc tế và được mệnh danh là Đông Phương của Long Châu. Trong kia kiếp trước của mình, thì thành phố Hải Định cũng là một pháp đại cuối cùng mà nhân loại năm giữ. À, xin chào, anh Lý là Lâm tiền Sinh có đúng không ạ? À? anh có một phần chuyện phát nhanh xin hãy kiểm tra về nhân hàng. Hả? Kỳ qua gì thế? Chân lý là... Cảm ơn anh đã ký nhận rất mồm lần tới được tiếp phục vụ anh. Ây à da! Yeah. luôn nó điều dân muốn hại chấm. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Phan Nghĩa Đốn đau làm từ tinh thần cường. Quả nhiên là mặt mạnh mạnh gửi tới. Cô gái này không chỉ là theo dõi định vị trên điện thoại của mình, mà còn tính chính xác cái thời gian mình tới thành phố Hải Đình. Lưỡi dao có màu sắc kỳ lạ, giống với bên trên máu tươi chậm rãi chuyển động. Còn có đặc tính hấp thụ ánh sáng, không bị phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Quả là một thú vụ khi âm sát hoàn mỹ. Màu sắc giống như là máu, mạc là người tạo ra nó. Vậy thì có gọi là huyết mạc đi. À người anh Nghe nói cô Hòa Mạc đã nói cậu Là muốn chị gầy với tôi Cốt Chỉ là do thuộc tính may mắn của mình không đủ Nên mới muốn dẫn tới những tình bút may mắn này Đờ phòng mà ngăn ngừa rủi ro mà thôi Xin chào Xin hỏi anh Đây là y đại sư Người đại diện của Lý Trường Cà Trương Hàm Lộ Y đại sư mà Trường Cà nói tới không ngờ là trẻ như vậy Trương ca, tôi đoán Lý Đại Sư tới rồi. Vất vả rồi chị Lộ. Chị Lộ à, tôi có một vài chuyện muốn thương lượng với Y Đại Sư. Chị bận thì cứ bận gì hả? Được. Ôi đại lão, cố mạng. Chưa, trà nam. Ôi còn mà nó, sao lại ở đây? Tên điên này, tôi còn phải là kia căn bản nhà. Tôi chỉ là lợi dụng sự mỹ hoạt của bản thân nó mới hoạt cái thù thôi. Người khác cười tôi là vì tôi quá điên. Tôi cười người khác vì họ không nhìn thấu được. Dừng, trả nam. À nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ra, cậu có thể không tin tôi, nhưng mà tôi cảm thấy... Tôi có thể... Gấp quý rồi. Ừ. Nè, anh nói... Anh có thể tắt cái kỹ năng đặc biệt lừa người đó đi trước được không? À, à, à. Mọi chuyện là bắt đầu từ buổi tối hai ngày trước Tôi cảm giác Mỗi tối đều, đều có cái thứ gì đó không người nhìn tôi Áp lên người của tôi Tập 41 Hôm đó tôi vừa quay xong một cảnh ở thành phố điện ảnh Đáng nhẽ là chị Lộ sẽ tới đón tôi Nhưng mà hôm đó chị Lộ lại cảm thấy thân thể không khỏe Thành phố điện ảnh cách bi thự này không xa, tôi cũng lười tự mình lái xe, nên cứ như vậy đi bộ từ thành phố Điện Ảnh về. Khi tôi về thì đã rất muộn rồi, không có một bóng người trên đường, trời thì lại rất tốt. Có chút lạnh, là cái cái mà lội cảm giác ứng lạnh này. Nói trọng điểm, trọng điểm chính là khi đó tôi đột nhiên cảm thấy như có người phía sau nhìn tôi chầm chầm. Hơn nữa, anh mất đó để mang lại cho tôi một cái cảm giác. Nó cách tôi càng gần, càng nghi càng gần, càng nghi càng gần. Đột nhiên. Đột nhiên thế nào cơ? Đột nhiên tôi quay lại nhìn thì không thấy gì cả. Ừ, các cái quần cũng cởi rồi. Tôi muốn nói Anh muốn nói với tôi điều, điều này á? À? Mặc dù tôi không thấy ai, nhưng mà tôi có thật khẳng định rằng anh mắt đó không mời viên mất. Thì tôi nói sau đó thì sao? Sau đó thì tôi về tới nhà. Chị Kết lộ cũng sống ở chỗ này, nhưng mà chị ấy ở lầu 1, tôi ở lầu 2. Hôm đó quay phim xong, tôi mở tới mức vừa đến nhà liền lan ra ngủ, như chết tận tới nửa đêm. Tôi muốn dậy đi vệ sinh, nhưng mà lại cảm thấy như có đề... ai đó đè lên chân của tôi, khiến cho tôi không thể nào cử động được. <laughs> nè, anh đừng có nhìn tôi với cái vẻ mặt đó, Đừng cho rằng tôi không biết anh có ý gì. Tôi và chị lộ hoàn toàn trong sạch. Quỷ đề sao? Anh gặp được thứ gọi là quỷ đó rồi sao? À không có, nhưng mà cậu phải tin tôi. Không chỉ mỗi biệt thự, nhiều là tôi ở khách sạn hay là thành phố điện ảnh. Chỉ cần tôi ngủ thì sẽ bị đè đêm nào cũng như thế. Vậy thì không ngủ là được rồi. Ôi ừ, ai cho rằng tôi cũng giống như anh thì sao Người bình thường không ngủ sẽ chết đó Sẽ chết sẽ chết đó Anh cảm thấy là nam quỷ hay là nữ quỷ Tôi cảm thấy là nữ quỷ Ngồi trừ bị địa Anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu nữa không Ờ, hình như không Bạn xứ đồ có hiện thị trạng thấy tiêu cực không Ví dụ như là bị địa Thì có giá trị sinh mệnh giảm xuống Cũng không có đây không phải là một chuyện tốt rồi sao không có bất kỳ một ảnh hưởng nào lại là nữ quỷ anh còn có gì mà không hài lòng nữa anh cũng không bị thiệt <laughs> nào có chuyện tốt như thế nhưng mà mình không có cách nào để phán biện nhưng mà nụ cười giống như vật phản diện của cậu là sao chứ rõ ràng là cậu không muốn quán vì nó phiền phức quá muốn tôi tự xin tự diệt trường cả bên ngoài có một đại sự tới nói là nhận được ý thác của một người khác tới giải quyết vì nó cho cậu vị đại sứ này không hẹn trước kỳ tới nhưng mà tôi cảm thấy gặp hay không thì phải hỏi ý kiến cậu trước à thì thực ra trước đó tôi có gọi nhờ chị lộ giúp tôi tìm chuyên gia với lĩnh vực đó nhưng mà những chuyên gia đó hết lần này tới lần khác đều không làm nơi cái trò trống gì nên áp thì áp nên đi thì đi tôi nói với chị lộ cậu là ý đại sư là để tránh tai mắt của người khác nhưng mà không tự nói thẳng ra cậu là sứ đồ đúng không? Chi lộ mời vị đại sư đó vào đi. Tôi là Trương Đại Hải, là đơn truyền đệ tử đời thứ 98 núi tượng nhà, gặp qua trường ca quýnh đệ. À trường ca lão đệ, ấn đường cậu tôi đèn, có ta khí ẩn thận giữa hai đầu lông mày, xem ra cậu đã chọc phải cái thứ gì không sạch sẽ, sẽ rồi. Hả? Đây là nhìn ra rồi á? Thôi xin đại sư hãy cứu tụi, Bao nhiêu tiền của không tên vấn đề à, Tiền này không không quan trọng Trường cao huynh đệ Cậu cứ dạy cho tôi anh à, Nhất định nhất định rồi Cậu cùng mở nó Đừng có chắc chắn như vậy chứ Tên tiêu tử này sao một chút đạo lý cũng không hiểu vậy Lão tử chỉ cách sống với cậu mà thôi Ồ Hai vị này chắc hẳn là y đại sự Và trợ thủ của anh ta Mà chi lộ vừa mới nói đến có phải không đúng là đạo đức con người càng ngày càng suy đồi chỉ một tên nhảy miệng còn hồi sữa cũng dám ra ngồi lừa gạt người khác à <laughs> ở à, đại sư ông nhanh thì tôi lên phòng tôi xem thử rốt cuộc là có thứ gì đang ám tôi tầng hai bị thự phòng ngủ của lý trường ca ừ xa khí rất nặng à xin đại sư ra tìm cô giúp ở trường ca lão địa đừng có sợ trước mà tuổi không có yêu ma quỷ quái nào có thể trông thoát ừ? thật sự có thứ đó thật sự có thứ đó may mà nếp hồng tù đã hoa giải được tầm ma của bạch tiểu tiểu rồi mình lại có thể tiếp tục phụ linh rồi thì tử múa rượu qua bắt thợ động linh tinh làm hỏng việc môn trời đánh bài thì kiếm bạn có chút mày mà chờ chưa cậu có thể đứng qua một bên xem tôi chiêm ngưỡng kích của một đại sự trần chính làm thế nào đã bất quỷ không lão tự chỉ đang còn giá vừa đáng vậy vẻ như là đang bắt quỷ sau đó thì ấn nút bên dưới một cái hộp tắt đèn báo đi là xong tốt nhất là cậu đừng có nên xếp mũi vợ Chỉ của người khác chứ hả trời 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 chút mình không đúng, mình vẫn chưa kích hoạt được báo động mà. Sao, nói sao có thể tự mở chứ, vẫn cứ không ngừng. Trịch mòa là không phải tư sự, lần này gặp phải cái thứ không sạch sẽ chứ. Mặc dù quả thật là mình là đệ tử đơn truyền đời thứ 98 của núi tường nhà, nhưng mà đời thứ 98 trở đi, những đồ dùng cho công cuộc bắt quỷ gần như là thất truyền mình lăn lộn được ở trong cái vòng tròn linh dị khuyền là một phần dựa vào những thứ truyền lại từ một phần dựa vào kỹ năng diễn xuất tám phần là tự học ở trên mạng đến đây là với kết thúc rồi sao ờ à, ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị chảy nước mũi đừng các ăn đến nhà mặn làm đó ok đã chảy nước mũi sao à trường đại xưa ông không sao chứ ờ à, cùng nó chờ một chút Cậu không thể vì bản thân không giết được quỷ mà giết người bắt quỷ đi chưa? Phụ lệnh hiếp mặt lì. Phụ lệnh thành công mời. Sứ đồ 1010. Tự mình tìm cách sử dụng vũ khí. Chú ý. Vũ khí phụ lệnh có tập phản về ngược lại tập chủ. Vì vậy hãy hòa hợp với phụ lệnh. À anh cha có vẻ như là anh có bị phản phệ. Chiều lệnh. Bà tiêu tiểu. Lần này đó cho bà tiêu tiểu, tiểu do đường trước mình cũng có thể xác nhận lại lần nữa xem nếp hồng tụ có phải là đã hóa giải được tầm mà của bà tiêu tiểu không quỷ quỷ ôi ôi làm à, làm cái gì vậy con quỷ trước mà vẫn chưa giải quỷ sống sao lại xuất hiện thêm một con quỷ mới rồi hay chủ nhận có gì phần phó đi cho tôi thì giả công hưởng của cô xem ra bà tiêu tiểu cũng đã không sao rồi giờ chưa nhận thì giả cộng hưởng linh thị có nhiên là vụ chủ linh chi linh sao cô ta tức giận rồi hay chú nhận hình như cô ấy không thích bị anh nhìn đầm chầm cô ấy muốn tấn công anh vậy thì từ bây giờ hãy để cho thế giới cảm nhận sự đau khổ sâu thẳm trong lòng mình cũng gọi như lại khoảng thời gian khi ở núi vi vụ, cái cảm giác sợ hãi khi bị người ta không chế. Tôi ít tiền thần, chống mặt, đồng cửa thả phán tử. Hmm. thế giới này rất tươi đẹp, thế nhưng mà cô lại tức giận như vậy là không tốt không tốt. Vậy thì hãy để cho lão phụ dùng tình yêu đến nơi cảm hóa cô đi. Sự hấp dẫn của tình yêu của nó các người rốt cuộc là đang làm cái gì thế tình bệnh thần kinh kìa anh đang lân lộn ở trong phòng ngủ của tôi sao đừng có phá hỏng phòng của tôi đi chứ nè còn cái gì làm nữa cậu không giúp thì thôi đi đừng có triệu hội thêm một con quỷ nữa chứ các người một chút cũng không sợ sao quỷ đáng sợ sao đáng sợ nhất chính là lũ quỷ đôi lúc người các người mà đúng đó ừ, không thể cầm nổi trước giác của anh đúng là rất chuẩn thực sự là nữ quỷ chính xác mà núi thì là linh hồn nữ vô chủ yên tâm đi tạm thời anh đã an toàn rồi phàm tử đã công chết được cô ta rồi ý ý của cậu là tên bệnh thần kinh đó có thể nhìn thấy được thứ mà cậu nói là vô chủ chi linh nhu anh quên rồi sao ở phố bạn nói vị vụ chúng ta đều nhận được bí tịch sát quỷ thuật bình thường chỉ có anh ta là nhận được sát quỷ áo nghĩa Sát vị ao nghĩa là dành riêng cho phan chiến nghĩa. Cho nên phan chiến nghĩa mới là có thể nhìn thấy được linh hồn vô chủ mà không cần đến sự trợ giúp của linh hồn khởi ước. Ừ? Vì chúng ta nhận được không phải là ý, ý quý thuộc sao. Sau khi sử dụng thể phụ linh, đất phụ linh vũ khí, thì vũ khí cũng có thể được triệu hồi linh hồn. Và khi sứ đồ sở hữu vũ khí phụ linh tiến vào bên trong thế giới khác, thì vũ khí phụ linh cũng theo đó mà biến mất. Nhưng còn có một tình huống khác là sức mạnh của tháp gần như lọt toàn năng của thế giới khác. Nhưng mà thế giới thực tại thì nó tồn tại với rất nhiều hạn chế. Khi sứ đồ chết ở thế giới thực tại thì vũ khí phụ lệnh cũng sẽ không biến mất. Nhưng mà linh hồn gắn liền với nó sẽ bị tách rời. Đây chính là nguồn gốc của linh hồn vô chủ. Ừ, đây đã. Tại sao anh à cái con cái con linh chủ hồn này lại quấn lấy tôi vậy có lẽ đây là điểm tốt của việc có giá trị mì lực cao sao ôi đại lão cứu mạng đi đâu là trách cái mi lực thích người này của tôi cậu có thể nói chuyện với cô ta bởi cô ta buông thay cho tôi có được không không thể bởi vì bắt đầu ngôn ngữ trong mỗi một thế giới thí luyện thì ngôn ngữ được sử dụng không giống nhau nhưng mà sứ đồ được đăng ký thân phận bài thác vì vậy mặc dù ngôn ngữ nào thì cũng có thể tự động chuyển thành tiếng mẹ đẻ. Nên trong thế giới lý luyện mới không xuất hiện rào cản của ngôn ngữ. Nhưng mà chịu nhận trước đó của linh hồn vô chủ này chết ở thế giới thực tại khi cho nó trực tiếp trở thành của hồn gia linh, mất đi thân phận linh hồn đã được đăng ký. Nếu như mà cái cậu có thể nhìn thấy trực tiếp cô ta, vậy thì trực tiếp giết chết nhưng không phải là tốt rồi sao? Tập 43 Nếu như không thể giết chết cô ta thì sao? Tới lúc đó thì anh muốn nằm chết, đứng chết Hay là treo lên chết Hay là nứt toát ra mà chết Cô ta và nếp Hồng Tụ, bà Tiểu Tiểu đâu lên linh hồn Tới từ thời giới khác là linh hồn rất hiếm có Mà linh hồn mà dân tích tận miệng mà không cần Trừ khi là không có năng lực hmm. Màu gọi sẽ cấu thường Đưa Trương Thiên sự đó đi bệnh viện xem Ông ta vẫn chưa chết ư? Ừ. Sau đó thì anh chuẩn bị cho tôi danh sách những người anh đã tiếp xúc gần đây. À được, tôi sẽ đi để cho chị lộ làm. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Đi ngủ. À chị chờ đã, Có như vậy mà ngủ sao? Nhưng mà tôi không dám ngủ. Ơn nữa nếu như các cậu ngủ rồi, thì nữ quỷ đó thường cơ động tay động trần. anh thì phải làm thế nào? Chị này thì cứ an tâm đi. Chờ tiệc y đại sư à, tại sao tôi lại cảm thấy bản thân Cậu căn bản có mời hoàn toàn tư sự sống chết của tôi Mà lại có mục đích khác vậy Hôm sau Ờ vậy sớm như vậy sao Liệu có một Có một khi nào tôi thức cả đêm không À đúng rồi Chi Lô đã gửi phần danh sách đó cho tôi Anh chắc chắn là sẽ không có sai số gì chưa Tôi khẳng định chắc chắn rằng Một đời mình tình như tôi Các bản không có cuộc sống riêng tư Gần đây không phải là tôi đang quay phim thì ở thành phố điện ảnh hay sao? Tham gia gặp mặt phàn hâm mộ. Tất cả những người có mặt ở đó đều đăng ký trước khi vào. Danh sách đã gửi cho Mạc Ly rồi. Chỉ cần chờ tin tức bên phía của ấy thôi. Nhưng mà cậu còn danh sách này để làm cái gì? Sợ dĩ anh bệnh linh hồn vô chủ quân lấy không chỉ vì thuộc tính giá trị mì lục, mì hoạt quá cao, mà còn có một nghi nhận quan trọng hơn nữa là có thể anh đã tiếp xúc với chủ nhân của linh hồn vô chủ ở khoảng cách gọn, hoặc là tiếp xúc với cô ta thông qua vũ khí phụ linh. Mà sợ dĩ linh hồn vô chủ trở thành không có chủ là bởi vì chủ nhân của cô ta đã chết rồi. Cho nên chỉ cần tìm được những người hiện tại đã chết trong danh sách chủ cũ của linh hồn vô chủ thì nhất định cũng nằm ở trong số đó. Chỉ cần lần theo manh mối này, tiếp tục tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì mới có thể nghĩ ra được cách an ủi linh hồn vô chủ để cho cô ta không tiếp tục ám thị anh nữa. Sau đó để để cho cô ta ám thị tôi thành công trở thành linh hồn của tôi, như vậy thì cô ta sẽ không thể tiếp tục làm hai người khác nữa. Nói thẳng ra là cô ta chỉ là muốn tìm một nơi để linh hồn trú ngụ, mà lỗi linh hồn giống như vậy là cái người làm thuê không cần ăn, không cần uống, không cần trả lương, cũng không cần phải quan tâm nhiều. <laughs> À chứ tiệt y lắm đề Không ngờ cậu lại nhiệt huyết như vậy Chỉ nghĩ như vậy Nhưng mà vẻ mặt này của cậu là sao chứ Tôi mới là chỉ nghĩa Anh ta chỉ muốn giúp cụ ta một, Có một mái nhà Anh hiểu anh sẽ luôn tự hào Khi nàng diễn xuất của em khiến cho anh và thúc lên Mali gọi tới Không muốn là thiếu nữ thiên tài Nhìn như vậy đã làm xong rồi Tra ra rồi Trong phần danh sách anh gửi tờ tôi Tổng cộng có ba người chết Màu là nhân viên cũ ở trong đội Lý Trường Ca. Khi ở thành phố điền ảnh. Còn có hai người cùng lại là phan nữ của Lý Trường Ca. Anh có biết ảnh để Lý Trường Ca sao? Em gửi cho anh vị trí đặt thi thở của người chết là được rồi. Thái độ của anh là gì thế hả? Khi có vị thì cần đến tôi. Khi dùng tôi không có vị thì... Đây không phải là do em hấu dòng ngay sau. Được rồi. Về sau anh không có việc gì cũng sẽ tìm em... Dùng em được chưa? À, anh nói lên tinh cái gì thế? Tôi tôi không có ý đó. Đã gửi vị trí qua cho anh rồi. Đừng có mà. Có việc thì lại tìm tôi. Tôi rất bận. Anh đi chết đi. Cướp mấy rồi. Vẫn kiếm ngạo như xưa. Đi thôi. Chúng tôi đi xem thử ai là chủ nhận trước đây của linh hồn vô chủ. Tập 43 Tập 43 Tôi có một câu hỏi. Làm thế nào để chúng ta biết được ai là chủ nhân cũ của cô ta? Nếu đây là chủ nhân cũ của cô ta, thì lúc nào gặp được thi thể cô ta án là sẽ có phản ứng đi. Phản ứng, buồn tức giận đau khổ, tuyệt vọng mất kiểm soát à? Chờ đã, cô ta hiện tại đang ở trên người tôi á. Nếu như cô ta phát điên, chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm với sau. Bệnh viện số 1 trung tâm thành phố, Nhà sát bệnh viện số 1 trung tâm thành phố. Là anh ta sao? Không phải. Bệnh viện số 6 thành phố Hải Định. Lần này có đúng không? Không đúng, cô ta vẫn không có phản ứng. Cộng an ninh liên hợp SDI thành phố Hải Định, quận Phủ Độ, Phổ Đông. Vậy thì chỉ còn lại nơi này, này thôi. Nhưng mà cục an ninh liên hợp này chúng ta làm thế nào đã vào được đây? mình đã tả ba tiêu tiểu và điều tra tình hình rồi ngoại trừ sứ đồ thì người bình thường không thể nhìn thấy linh hồn mà sứ đồ thì phải có linh hồn của ước thì mới có thể nhìn thấy ừ đã xảy ra chuyện gì à bên trong trống khổng ngay các phòng giám sát cũng không có người đi thôi à chị đã không phải chứ nơi này là nơi có thể trực tiếp đi vào sau y lẫm, chúng ta có đi vào như vậy không sao chứ Yên tâm, người bình thường có nhìn thấy linh hồn. Ba tiêu tiểu và tôi cũng đã từng kết chung tầm nhìn. Để tôi, tôi để cho cô ta đi vào bên trong một vòng, nhưng không thấy ai cả. Mặc dù thật sự là một cái, cơ... có một cây lộ hỏng. Lộ hỏng. Nghe nói đêm này trong khu vực sẽ xảy ra rất nhiều vụ án mạng. Còn nói là không có một người mà nói nhỏ. Đây là lộ hỏng. Nhưng mà tôi không thể yêu cầu một nữ quỷ xông vào nhà vệ sinh nam được có đông chưa? Cấp trên rất chú ý tới chuyện này, không chỉ là khu vực của tôi, mà những khu vực khác cũng phái người đi. Theo phương pháp y cho ta biết, thì có thể ông thủ là cùng một người. Mọi kỳ mà, mà chữ giết người liên hoạn ở trong thành phố đã rất lâu không phát sinh ra vụ án nào như vậy rồi Cho nên cấp trên mới chú ý tới đó. Nếu như không phải vậy thì sao mà tất cả người đi chỉ còn lại hai lão già dạ không được trọng như chúng ta ít lại trực bàn chưa? Giết người liên hoàng à. Chà. Tới lúc phải quay lại phòng giám sát rồi. Nếu như không chờ bọn họ quay về bị bắt qua toàn trống ở trong nhà vệ sinh uống thuốc. Thì chúng ta là bị trưởng phòng mắng mất thôi. Sợ gì chứ. Kẻ nào ăn tim hùm mật báo. Dám cài gàng sống vào trục. An ninh liên hợp ri ri chứ. Không muốn sống nữa thì sao. Cục an ninh liên hợp nhà xác Lần này hẳn là đúng đi. Không chi chắc. Anh tự lớn tiếng gọi một người chết tự xem Kích thích linh hồn vô chủ Một chút xem thử vợ ứng của cô ta Dẫn ừ. không có vợ ứng à Anh câu lớn lên một chút ừ, Lại lớn hơn một chút Gọi ra đi đừng có sợ Nơi này là phòng lạnh Dùng để bảo quản thì thở Cách âm rất chi là tốt Âm thanh chỉ không bị truyền ra bên ngoài đâu Ít ừ, Chơi chút À xin lỗi Tôi quên mất là hiện tại ngôn ngữ của chúng ta và cô ta không giống nhau. Cô ta nghe không hiểu chúng ta nói cái gì. Còn mọi nói chơi vui gì vậy sao? Rõ ràng là cậu có ý thì đúng hơn. Ở đợt, nghe cả thi thở, cậu cũng còn buông thái. ở à, xong rồi, y lạ mà tôi cứ cảm thấy gáy ấn lạnh. Lần này hắn là đúng rồi đi. Nhưng mà sự là tôi sắp phải chết có phải không? Từ bây giờ hãy để thế giới cảm nhận sự đau khổ. Hiệu quả ngẫu nhiên sợ hãi. Từ bây giờ hãy để thế giới cảm nhận sự đau khổ. Hiệu quả ngẫu nhiên hỗn loạn. Từ bây giờ hãy để thế giới cảm nhận sự đau khổ. Hiệu quả ngẫu nhiên hỗn loạn. Từ bây giờ hãy để Đúng rồi chủ nhân à Ngươi hãy làm người đi À đừng sợ đừng sợ Đừng sợ mặc dù tôi cũng không hiểu được cái cảm giác của cô Được rồi Đừng khóc nữa Có được không Tôi chỉ là muốn đảm bảo an toàn mà thôi Nếu như mà không ngăn cô lại Thì lý tưởng ca sĩ chết Tổ chức tâm lý của quý bây giờ Đâu mong mình yêu đuối như vậy sao Bên tĩnh lại rồi sao Mình còn đã chuẩn bị một kế hoạch nữa mà lại không thể dùm rồi. Chà. Cô mọi nó cổ thức giống cái quý gì chứ Lẽ nào cô thực sự không muốn cho cô Muốn cô ta buông tha cho tôi y sao Mà tại sao Trong tay của mình lại có hoàn lời tiếng khóc Hù hù thế nhỉ Ảo giác hay sao Xem ra Người này chính là chủ nhân cũ của linh hồn vô chủ này Nhưng mà Nhưng mà tiếng hù hù đó không phải là tiếng khóc của cô ta Lão phụ chỉ cần Một quyền liên tác chết Một con quái vật hù, hù đó Chủ nhân trước của cô ta chết ở trong có chút kỳ quái cả. Dù sao thì xứ đồ cũng là người. Cũng có lúc không cẩn thận mà bị giết. Nhưng mà nếu như người này chết thì cũng là một trong những vụ án giết người liên hoàng. Là có người đang liệp sát xứ đồ hay sao? Hay là nổi? Nhiệm vụ cưỡng chế. Khu vực tháp tự địa đi Điểm thành phố Hải Đình long Quốc. với hạn nhiệm vụ xứ đồ gì vậy. Đâu khó chịu biết. Nhiệm vụ thực tế. Tuy diệt xứ đồ. Trương Hồi Xuân, ID không biết. Thời gian thực hồi y nhiệm vụ 72 giờ. Trường hợp nhiệm vụ thất bại trường 10.000 điểm tử vong. Điểm tử vong. Không điều điểm tử vọng thì mạt sát. Phân thí nhiệm vụ chưa biết. Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nơi này là hiện thực không phải là trong thế giới khác. Tại sao lại phát nhiệm vụ cưỡng chế thực hiện vậy? Xử lý camera chỗ này đi. Rơi hộ rời khỏi đây trước rồi nói tiêu diệt hoàn toàn sư đồ xương hồi xuân hoàn toàn này là có ý gì đây trương hồi xuân trương hồi xuân kiếp trước mình cũng chưa từng nghe qua cái tin này mình đã gửi tin nhắn nhờ mạc lý giúp điều tra tin tức trương hồi xuân hiện tại chỉ có thể chờ tin tức mà thôi quá kỳ quái rồi sức ảnh hưởng của tháp bị giới hạn ở trong thế giới thực dường như là phải tuân theo một số quy tắc dưới tình huống không có lý do, thì không thể tự ý tiêu diệt bất cứ một số đồ nào. Hơn nữa, tháp lại không có trí tuệ, cũng không có tình cảm. Nói chung là có rất ít sứ đồ sẽ cảm thấy sứ đồ khác ngứa mắt. Trừ khi, không có trừ khi. Tôi đi điều tra về tin tức anh còn rồi, Trương Hồ Xuân, nữ giới 26 tuổi, là bác sĩ trong bệnh viện trung tâm thành phố, không có tiền án phạm tội. Là nói tại sao anh lại luôn để cho tôi điều tra về những thông tin người chết vậy? Anh bị gia đình đóng bàn thẻ, anh muốn đi ăn chật một bữa à? à? À, chờ chút, em nói là người chết, ý của em là Trương Hồ Xuân á, đã... Ba ngày trước bị phát hiện chết ở trong nhà riêng, bởi vì cô ta sống một mình, cho nên sáng sớm khi đơn vị phát hiện ra cô ta không đi làm, điện thoại cũng không gọi được, đã phải nhờ bạn cô ta tới nhà tìm cô ta. Tới gần giữa trưa thì mới phát hiện ra thi thở của cô ta, sau đó thì thi thở được chuyển tới nhà xác nơi cô ta làm việc. Trên thi thở thì không có bất kỳ một vết thương nào, ở địa điểm tử vong cũng không phát hiện ra bất kỳ một vết tích nào cả. Phán đoán sơ bộ về nguyên nhân cái chết là do bệnh tim. Bệnh tim, sơ đủ Chết trong thế giới khác thì sẽ xuất hiện trong dạng chết do tim ngừng đập ở thế giới hiện thực. Hoặc là núi trương hồi sương có lẽ đã bị giết trong thế giới thiết luyện. Và lại tôi cũng phát hiện ra một chuyện thập phần ly kỳ. Và buổi tối, trương hồi sương tử vong, thì bệnh viện nó giữ xác của cô ta lại có một báo an cũng đã chết rồi. Nhưng nguyên nhân cái chết là đốt sống cổ bị gãy. Hơn nữa trên cổ của anh ta chỉ có vết bầm ở một bên. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta bị một người dùng một tay vặn gậy cổ. Ừ, ừ, sao anh cứ cảm thấy em đang có chuyện kinh dị? Nếu như mà anh đoán không sai, thì tiếp theo em sẽ núi trương hồi sườn chết đi sống lại, sau đó giết chết bảo vệ đúng không? Ừ, ừ, sao biết? Tôi trích xuất camera tất cả của bệnh viện. Thấy quả thật là trung hồi sườn tự mình bò ra từ phòng chứa xác ra ngoài. Cô ta đi dọc theo hành lang gặp người nhân viên bảo vệ. Hình như là cô nói với đối phương một câu, rồi quay lại bất ngờ bẻ gậy cổ của nhân viên bảo vệ. Thế mà lại không số bỏ đồn camera giám sát của bệnh viện, ngóng cụ như thế sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì hết rồi. Trương Hồi Sơn sau khi giết bảo vệ đó, thì trực tiếp rời khỏi bệnh viện, À đúng rồi, tôi thường tiền đột nhập vào mạng của An Cục An ninh Liên Hợp với và phát hiện ra từ hôm đó. Thành phố Hải Định liên tiếp nhận được báo án giết chết người từ nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Cập máy, cập máy của tôi, dòng sông liền vứt cái tình hồn đáng ý lắm này, anh được lắm nha, còn bằng lính thì lần sau có chuyện gì thì đừng có làm phiền tôi. Cho nên tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau khi trương hội sườn sống lại sứ số đồ chết mà sống lại sao